là tôi, ý là em single, chứ đâu phải single. Hay là ý là em vẫn độc thân? Ừ, chắc nó cho cái áo não của là em sao? Phải ơi. Ồ. À. Thật hả? Đây là áo để em mặc về nhà phải không ạ? Còn nét diễn anh thôi ơi. Thôi chết rồi. Không lẽ có một xanh duy nhất? Oh my god. Cởi áo ra được không? Sau lưng còn chữ N đúng không? Tôi không tin cô đâu. Chắc tù xa đấy. Cởi đồ đi được không? Bây giờ, không tù xa là tôi sẽ cho cái này toxic nữa nhá. Đấy. Đấy. Ai nói xa thì không thể gần. Gần hay xa cũng chỉ là khoảng cách. Quan trọng là xa đã ở đây rồi. Chào em, anh là Đức Việt. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh đang là quản lý của một showroom ô tô của gia đình mình. Anh thích xe nhưng không đam mê tốc độ. Đối với anh, chậm là tiêu chí, chắc chắn sẽ là mục tiêu. Cũng như trong tình yêu, hạnh phúc luôn là đích đến. Anh sẽ làm mọi thứ trở nên ngọt ngào giống như vị soda kem vậy. Ba mẹ dạy anh từ nhỏ, làm việc gì cũng phải theo đuổi đến cùng. Nên mục tiêu anh đã đề ra, đập đâu sẽ trúng đó. Làm sao để một ai đó biết được trong bụng mình đang nghĩ gì nếu như người đó không phải lòng mình? Vậy nên nếu hôm nay anh nói cần xa, liệu anh sẽ có cơ hội chứ? Đây mới là bad boy nè mấy quý vị. Người ta chỉ có cái quản lý cho cái showroom ô tô của gia đình thôi. Nói câu nào này? Sắc lẻm câu đó. Oánh đâu là trúng đó. Đó. Nhưng mà oánh đâu thì phải trúng đâu chứ. Sao lại trúng đó nhỉ? Oánh đâu thì... Bởi vì oánh đâu trúng đâu thì nó mới là trúng. Ví dụ oánh xa thì trúng xa, chứ không có thể oánh xa trúng nghi được. Không, em đánh đâu trúng đó. Nó là một cái định luật vật lý khoa học của môn bi-da băng. Có nghĩa là từ bạn ấy đánh qua người ấy là ai mới trúng được xa, hiểu không? Yeah, băng vô đó, băng vô em. Đúng rồi. Sau khi xem clip xong thì em nghĩ là hôm nay liệu lúc nào mình có dịp cơ hội để xài cái này. Trời ơi, tôi thích nhỏ này thiệt. Nhỏ này nó hiểu tôi dễ sợ. Đây mới là màu đỏ đây nè. Bây giờ giàu có như vậy rồi, cái mặt này tự tin rồi, ở đâu mà rảnh tới giờ này? Không có đâu. Đây là lấy vợ rồi. Lấy vợ thì có người yêu. Nãy giờ cái mặt thấy ghét lắm chứ không phải là đúng đẹp trai không? Nha anh, đẹp trai hơn. Thì tại người ta người đẹp trai người ta mới thấy ghét. Có nghĩa là người ta biết người ta đang có cái gì, người ta xin biết phép là hãy pass qua em để là em tự được tiếp tục suy nghĩ. Em đang nghĩ là bạn này làm chính trị rất hợp, nhưng mà tới lúc cái gì bạn này làm chính trị anh ơi, tại vì ở trong những giây đầu tiên ấy em thấy là như thế này rất là căng, thì em thấy bạn này wow, bạn này chắc làm chính trị hợp đấy. Thế em đến bạn giới thiệu mô tô showroom lúc đấy em bắt đầu gãy rồi, nên em nghĩ là cái sự nhìn người của em chắc phải nhìn lại, chắc cho em lốt đinh cùng với em. Mình vào đây mình lốt hai mình lốt, hay lốt mình lốt thế giới trong kệ giàu em. Bạn này là ở trên clip là bị vẽ cái chân mày đậm quá, đậm hơn ngoài, đúng rồi, đậm lè luôn, còn đây là vừa thôi này. Đó, da dẻ trắng trẻo xinh đẹp. Nè bà lên đây bà coi đi, thiên nhiên không có vẽ. Em nói trên clip có ánh mắt cái này là lông nhiều em ơi, anh kiểm tra thiên nhiên anh mới vẽ nè. Nhưng mà cái chị make up có vẽ thêm nữa. Thấy ở ngoài đẹp hơn nha, ở ngoài nhìn rất là đẹp trai. Nhưng mà mắt này dễ có người yêu rồi lắm. Mắt diều hâu đó em. Là con bay con đậu anh. Diều hâu là có tia đâu trúng đó. Rồi 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 rồi. Châu thấy sao? Khó nhờ, bực ghê quá đấy. Nhưng mà miệng điệu lắm. Cắn môi em. Vẫn đủ lắm. Hoang mang quá. Riêng cái bạn này, anh muốn nói cái điều này là em sống quá an toàn. Nhiều khi anh nghĩ gia đình em cũng là gia đình có điều kiện, cho nên là em được yêu chiều nhiều. Nếu em cảm thấy là ok, tất cả mọi thứ đang đủ với tôi, thì em chọn một người an toàn, thành gia lập thất và cuộc sống của em sẽ bình yên trôi qua. Nhưng thật sự nếu em có ước mơ, em muốn khám phá nhiều địa hình khác nhau, đây là một cái mà em phải thử nè. Anh xin lỗi em luôn, nếu em chọn, biết đâu sau này cái người này mới là người có thể làm em đâu nè. Đây mới là gia vị của cuộc sống của mình, nếu thật sự em muốn trải nghiệm một cuộc đời thú vị.
Anh nói xong bạn Chí Tân cắn quai hàm hoài luôn. Cái gì vậy? Tôi cũng là một từ trải nghiệm tuyệt vời. Đây, omakase. Omakase là một cái dạng là khi bạn đến cái quán đó, người ta không cho bạn biết bạn ăn cái gì, chỉ có ngồi đây bưng cái gì ăn cái đó. Cái đó mới thú vị. Ăn hay không ăn không biết, nhưng vẫn phải trả tiền. Chưa chắc có những món mà mình có thể ăn được, nhưng mà mình vẫn bị ép ăn. Ép ăn nhưng bảo đảm ngon. Mà là còn phải nhai kỹ nữa. Và phải trả thêm 10% thuế. Trời ơi. Và 5% phí một vụ. Em thì không nghĩ là Sa là một người mà sướng từ nhỏ đâu. Thật ra cái kiểu người thế này này, đôi khi lại phải đấu tranh tinh thần rất là nhiều ấy. Nhưng mà sao Châu có thể thấy được điều đó? Cái người mà để nói là sau khi mà chia tay vẫn cảm giác đấy là một người bạn, hay là không cảm thấy hối hận hay không cảm thấy đau đớn gì, thật ra là họ đã phải đấu tranh suy nghĩ của họ rất là nhiều để họ có được một cái suy nghĩ tích cực như vậy. Không phải là tự nhiên mà ta lại cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà anh nói cho em nghe nè, khi mà em với một người nào đó có thể đi được đến quyết định là hai đứa dừng lại, là đó là hai đứa lý trí. Đúng. Nghĩa là em chưa kiếm được một người làm cho em yêu một cách ngây thơ và mất lý trí. Mà cuộc đời của mỗi một con người nên yêu một lần ngu si để trưởng thành hơn. Em nghĩ là trong bất cứ chuyện gì thì cũng cần phải cân nhắc, suy nghĩ và hiểu là vì sao mình lại quyết định như thế. Không phải, ngu si ở đây không phải là em quên bản thân của em, hay là em làm một cái gì đó tổn hại đến bản thân. Ngu si ở đây trong tình yêu là em phải cho trái tim em cơ hội hiểu cái sự tổn thương trong tình yêu. Mỗi người sẽ có một cái mức giới hạn tổn thương. Nếu mà em yêu mà em không có buồn, em không bao giờ khóc thì đó không gọi là yêu. Này quá, hiểu tôi quá, thương nhỏ này quá. Cho em ý kiến một chút, tức là em hiểu cái cảm giác của Sa. Sa đang chưa có cảm giác với bạn này. Em chỉ để ý mỗi một cái là bạn ấy có làm ở showroom ô tô nhưng bạn ấy lại không thích tốc độ. Thì bản thân em cảm thấy là hơi lạ. Em thích tốc độ thì giờ em lấy xe em lái bạn. Chứ gì nữa, không lẽ tôi nói ồ, tôi đang làm ở showroom của gia đình, vâng, mà tôi thích đua xe. Ủa, anh lên show mà nói như vậy, đúng không? Nhưng nhiều khi người ta thích cái tốc độ chỗ khác nha. Tốc độ chỗ khác nha, ta kiểu như là bẻ ngã ba đồ là ok la lắm đó. Ok la lắm đó. Chị chỉ sợ là em đã có chủ thôi, nhưng mà chị quyết định sẽ giữ em vô thêm một vòng nữa. Mau 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 anh chị em ơi, mau. Mau. Em đã có chủ, em nghĩ là bạn này đã có chủ. Đồng ý với anh Thành là nên có trải nghiệm. Nhưng mà có những người, kể cả như em luôn, không thích trải nghiệm quá nhiều. Có lần như kiểu Sa nói là Sa muốn quen ai là xác định cưới luôn, có nghĩa là rất là muốn dành cái thời gian của mình 3 năm, 2 năm là để chăm chút cho một cái tình yêu. Thì em nghĩ là em vẫn tôn trọng quyết định của Sa. Đúng, nhưng mà mặc dù đúng rồi, nhưng mặc dù là đúng là nên trải nghiệm nhưng cũng rất là khó. Nhưng mà thôi có chủ đi anh. Mệt quá. Đây là người đàn ông duy nhất nhận 3 tấm thẻ đỏ. Còn quý vị nghĩ sao? Thấy ớn chưa? 49-49 cân bằng luôn. 49 là biển số xe của em. Thế đó hả? Ê, năng lượng vũ trụ xem thông điệp. Em thử nghĩ xem đuôi số điện thoại, đuôi chứng minh nhân dân, đuôi số tài khoản ngân hàng thì có trùng với những người còn lại không? Và trên tay tôi rất nặng, một bó hoa mang đầy trọng trách. Ngay mũi tôi, mùi hương của 007 Flower đã tràn ngập. Và bạn sẽ được ngửi mùi hương đó thật nhiều lần nếu bạn trao bó hoa này đúng người. Chúc em thành công. Hãy chọn người sẵn sàng gội đầu cho em nha Sa. Và sấy tóc. Chắc chọn số 1 hả?
Ôi ôi, đảo chân thành của anh từ đầu chương trình cho đến giờ chính là minh chứng cho việc anh xứng đáng là người cầm bó hoa cùng em ra về. Đúng rồi, quá trời. Đức Việt đã được lựa chọn. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào trong cho phần lộ diện. Chưa tôi biết vì sao cố vấn còn bỡ ngỡ hơn cả người chơi. Em cũng nghĩ rằng là Sa nên thử những cái mới và nên đột phá hơn trong tình yêu. Tự nhiên lúc mà Sa đứng cạnh Duy Anh em lại thấy đẹp đôi. Nhưng mà hồi nãy chị thấy Sa đứng kế Đức Việt rất là hợp luôn. Cũng rất là đẹp đôi. Đẹp đôi. Nhưng mà em thực sự cảm thấy rất là lạ bởi vì là chưa bao giờ em có cái cảm giác băn khoăn trước một người đàn ông nhiều như vậy đúng không? Thường là em sẽ biết ngay mình muốn gì ạ. Nhưng mà hôm nay thay đổi của các anh ấy làm em cũng bị thay đổi theo. Lúc em đi sang anh Duy Anh thấy anh ấy rất là chờ mong ấy ạ. Em biết không, em vừa đi sang đến nhà Duy Anh ấy kiểu mà đi à? Ừ, buồn luôn ạ. Nhưng mà Duy Anh thì lúc nào bạn ấy cũng nhìn như kiểu là để xem là phản ứng của em đối với bạn ấy như thế nào. Còn em để ý là bạn Đức Việt rất chăm chú ạ. Tức là bạn ấy để ý tất cả mọi phản ứng của em. Nhiều khi là em nhìn sang là bạn ấy đã đang nhìn sẵn rồi. Ở Chi Tăng thì sao? Lúc em dừng lại là em cảm giác là phương châm sống của bạn ấy rất là hợp với mình. Nhưng mà đến lúc nghĩ lại thì cũng chọn phương án nào đúng nhất với cảm giác thì đứng ở sau lưng vẫn cảm thấy là anh ấy cũng tím tím thật. Tại vì anh ấy bận nhìn vô bó hoa của em nhiều hơn là nhìn vô em. Trời ơi, rồi. Tức là tôi, ý là em single chứ đâu phải single. Hay là ý là em vẫn độc thân? Ừ, chắc nó cho cái áo đáo của là em sao? Ơi. Ồ. Ồ. Thật hả? Đây là áo để em mặc về nhà phải không ạ? Còn nét diễn anh. Thôi ơi. Thôi chết rồi. Không lẽ có một xanh duy nhất? Oh my god! Không, chưa trình lừa rồi, không phải đâu. Nắm tay không có chắc nha anh. Em là ai? Dạ em là bồ anh này. Ai không biết, tôi hỏi ổng kìa. Bồ anh này á hả? Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến ban cố vấn, anh Trấn Thành và toàn thể khán giả của chương trình Người Là Ai. Xin tự giới thiệu, em là Đức Việt. Hiện em đang là quản lý showroom ô tô của gia đình mình. Cởi áo ra được không? Sau lưng còn chữ N đúng không? Tôi không tin cô đâu. Chắc tô xa đấy. Cởi đồ ra được không? Tay bây giờ không tô xa là tôi sẽ cho cái này toxic nữa nhá. Đấy. Đấy. Thank you.
dễ thương rồi. Đẹp đôi đấy. Xinh. Em là ai? Em ấy. Như vừa nãy em đã giới thiệu rồi. Bây giờ phải giới thiệu lại chứ. Mình sử dụng chiêu lên. Thực sự bây giờ run quá, em cũng không biết dùng chiêu gì bây giờ. Em chỉ cần nói đơn giản thôi, tôi là người độc thân thế thôi chứ cần gì nữa. Em vốn vẫn là người độc thân, xanh lè từ nãy giờ rồi anh. Thế em nghĩ gì về nữ chính của tôi? Bạn ấy thực sự là một bạn gái rất là đúng gu của em. Thế gu của em là gì? Phải chia sẻ thật là em muốn bạn gái của mình có thể là bạn ấy không cần phải kiếm tiền nhiều hay là trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng mà em luôn muốn là bạn ấy cũng phải được đi làm. Bởi vì khi mà một người có sự tiếp xúc với xã hội, suy nghĩ của người ta sẽ khác. Thế cùng suy nghĩ tôi đấy. Hay quá. Khi mà Châu xem các video của bạn hay là những cái chia sẻ của bạn đó, thì cảm giác như bạn là một người mà gần như là có tất cả rồi. Và mình rất là tò mò, không biết là một bạn muốn là có một cô gái đồng hành để có thể cùng phát triển hay là để có thể khơi gợi cái điều đó ra từ bạn. Thực sự thì bảo là người có tất cả thì em nghĩ không phải, bởi vì biết thế nào là đủ. Và em luôn muốn là mình ngày càng hoàn thiện để phát triển tốt hơn, từ đó cũng trở thành một chỗ dựa cho bạn gái. Hay quá. Và Sa ơi. Dạ. Bây giờ em nghĩ gì về bạn trai cho anh biết cái cảm xúc của em thế nào? Em cảm ơn ạ. Thật sự thì em để ý đến anh ấy vì là anh ấy là người duy nhất trong clip giới thiệu có nhắc đến bố mẹ. Và em là một người hầu như thời gian của em là dành cho người thân và gia đình. Khi mà em yêu một ai đấy thì em cũng coi họ như là người thân của mình. Thì nếu mà em có thể trở thành một người quan trọng trong lòng bạn ấy thì em nghĩ là em cũng được trân trọng như vậy. Và em muốn những cái điều đấy. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã chọn anh. Là em là gu của người ta, nhưng mà người ta có phải nằm trong cái gu của em không? Em nghĩ là có, nhưng có mỗi một chuyện là bạn ấy không thích tốc độ. Thì em là một bạn rất thích tốc độ. Đính chính lại ngay là có thích tốc độ hay không? Anh không thích tốc độ, nhưng mà anh hoàn toàn có thể trải qua cuộc đua cùng em mà. Anh chẳng có gì ngoài ô tô để trải qua cuộc đua ấy cả. Chẳng có gì ngoài ô tô cả. Anh không thích tốc độ nhưng mà anh có phương tiện đúng không ạ? Anh không có tốc độ nhưng anh biết cách tạo ra tốc độ. Ok, và tốc độ gì thì tùy vào bọn em nhá. Tôi thấy là cô gái này còn cười tươi hơn cô gái trong cái hình nữa. Dạ, nữa. Lung linh hơn rất nhiều nè. Dạ, tại vì cô gái trong mình không có cái đầm này. Không có chàng trai đứng bên cạnh. Đó. Tại vì cái đầm của em á, em giống như một cái đèn chùm á, nhưng mà nó thiếu cái bóng đèn. Thì cái công tắc len đó nó sẽ làm là cái bóng đèn của em, để cho cái đèn của em tỏa sáng rực rỡ hơn. Đó. Ủa ở đâu mà có cái đường link hay vậy? Nhưng mà chị hy vọng rằng là cái hành trình sắp tới của tụi em phải tận hưởng mọi khoảnh khắc. Dù là nó có ngắn hay dài nó không quan trọng. Quan trọng là em có hạnh phúc và sống trong cái giây phút đó hay không. Bây giờ là thế là kết thúc hoa hậu đấy. Quá là hoa hậu đi à. Quá là đẹp đôi luôn. Xin cảm ơn. Và mời những vị cố vấn lên chung vui. Dạ, xin mời. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là cô gái của chúng ta đã tìm được chàng trai đúng với nguyện vọng của mình. Một anh chàng thông minh, chân thành và dám dấn thân. Hy vọng các bạn sẽ tận hưởng cái giây phút ở bên nhau. Quý vị và các bạn đang theo dõi Người Ấy Là Ai Mùa Năm. Chương trình do VON, VChannel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 VChannel và V Giải Trí cùng với siêu ứng dụng giải trí VON. Thưa quý vị, VON là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị và các bạn hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí VON để có thể xem nhanh nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai Mùa Năm. Và quý vị đừng quên vg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để có thể trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Cứ Mirinda, cứ vui lên nha. Và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã mang đến cho những chàng trai những bộ vest đẹp nhất. Cảm ơn hai bạn và những vị cố vấn đã đến với Người Ấy Là Ai. Và xin chào tạm biệt.
quá giỏi, quá giỏi.